Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính chào quý vị, hôm nay Tin Mới sẽ đề cập đến chủ đề Đập Tam Hiệp là kiệt tác thế giới hay thảm họa? Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng công nghiệp, quốc gia này cần phải có thêm năng lượng. Phần lớn trong số đó đến từ một con đập khổng lồ trên sông Dương Tử hùng vĩ ở miền Trung Trung Quốc, đó chính là đập Tam Hiệp. Đập đi và vận hành đầy đủ các chức năng vào tháng 7 năm 2012 với chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình sử dụng 27,2 triệu khối bê tông, 463.000 tấn thép đủ để xây 63 tòa tháp Eiffel. Đào 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao 181 mét so với nền đá. Đập Tam Hiệp sản sinh ra nhiều điện năng hơn bất cứ đập thủy điện nào trên thế giới, nhưng đó không phải là lý do chính để xây dựng nó. Sông Dương Tử nổi tiếng bởi lụt lội nghiêm trọng. Trong vòng 2.000 năm, cứ 10 năm lại có một trận lụt lớn. Năm 1931 xảy ra trận lụt tồi tệ nhất, cướp đi sinh mạng của 135.000 người và phá hủy 2 triệu ngôi nhà. Do đó, kiểm soát về vấn đề lũ lụt là lý do chính để xây dựng đập Tam Hiệp. Thế nhưng, 2 tháng qua, Trung Quốc đang trải qua mùa mưa lũ nghiêm trọng với lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử đã vượt mức kỷ lục năm 1961. Nhà chức trách ban bố mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những dấu hỏi về vai trò kiểm soát dòng chảy của đập Tam Hiệp. Trên sông Dương Tử, Trường Giang, Trung Quốc có một công trình bằng bê tông lớn nhất hành tinh được bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 1994. Đập Tam Hiệp dài hơn 2 km và cao bằng tòa nhà 60 tầng. Nó cần tới 40.000 công nhân và xây dựng trong vòng 17 năm. Khi hoàn thành, con đập sẽ xuất ra 20.000 MW điện, gấp 2 lần tổng nhà máy điện hạt nhân ở Anh. Đó là kỹ thuật đỉnh cao của xây dựng đập. Chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng nó đáng để đầu tư vì đập Tam Hiệp sẽ cung cấp năng lượng rẻ và sạch cho hơn 60 triệu người dân. Kỹ sư người Anh Robin Chagrot đã làm việc ở đập Tam Hiệp từ năm 2003 và vẫn bị ấn tượng bởi quy mô của đập. Miêu tả một trong ba nhà máy của đập Tam Hiệp, kỹ sư Robin cho biết nó có chiều dài 700 mét, có 40 tuabin phát điện lớn, cách 1 km tiếp đó là nhà máy thứ hai và cuối cùng là một nhà máy dưới lòng đất nằm ở phía bên kia con sông. Mỗi máy phát điện có giá trị 50 triệu đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có 32 máy phát. Để chạy máy phát, người Trung Quốc phải khai thác con sông Dương Tử vĩ đại. Trong hồ chứa đằng sau đập nước sông dâng cao tới 60 tầng nhà, nước được dẫn qua ống bê tông khổng lồ tới máy phát, nước sẽ làm quay tuabin. Chuyển động này được truyền tới máy phát. Máy được gắn các nam châm khổng lồ quay xung quanh cuộn dây đồng để tạo ra điện năng. Chỉ một cỗ máy có thể tạo ra lượng điện năng bằng một nhà máy hạt nhân cỡ nhỏ. Tất cả 32 máy phát tạo ra điện năng đủ cho 60 triệu người dân Trung Quốc. Kỹ sư Robin cho hay dự án này tạo ra tiêu chuẩn mới cho công nghiệp thủy điện thế giới. Nó gấp đôi quy mô thủy điện lớn thứ hai là Itaipu ở Brazil và bởi vì nó là cái đầu tiên trong hàng loạt các siêu đập đang được xây dựng ở Trung Quốc. Trước khi để xây dựng được đập Tam Hiệp, người Trung Quốc phải nắn dòng sông Dương Tử. Con sông dài 6.000 km, rộng 2 km là con sông lớn nhất ở Trung Quốc. Đó là thách thức hậu cần to lớn đối với các kỹ sư đập. Khi con sông Dương Tử dâng lên ở phía sau đập Tam Hiệp, nó sẽ làm ngập lụt 600 km vuông dọc lưu vực sông. Do đó, chính phủ phải tái định cư cho 1 triệu người dân ra khỏi khu vực đằng sau con đập. Hàng nghìn ngôi nhà phải được xây mới cho việc tái định cư, sau đó các kỹ sư có thể bắt đầu ngăn dòng sông. Kỹ sư Robin đánh giá, kiểm soát dòng sông cho phép siêu công trình được xây dựng là một quyết tâm khổng lồ. Và với con sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất thế giới, sông rất sâu, nước chảy rất nhanh, nên việc xây dựng đập tạo control dam để đảm bảo cho việc xây dựng đập chính là một công đoạn quan trọng. Người Trung Quốc cho rằng việc nắn dòng này là phức tạp nhất trong mọi công trình thủy điện. Các kỹ sư bắt đầu làm việc với một loạt đập tạo bằng đá để ngăn một phần sông Dương Tử, trong khi vẫn để mở một phần để nước sông chảy qua. Họ xây hai phần đầu tiên của đập chính trên lòng sông khô ráo, sau đó họ đổ hàng tấn đất xuống sông và xây một đập tạm khác trên đó, lần này là bê tông.
khi dòng nước sông được chặn lại phía sau, họ đã có thể xây phần cuối cùng của con đập. Sau đó, họ phải dỡ bỏ phần đập tạm để nước chảy qua tuabin của đập chính, Kitsurubin kể lại. Xây dựng đập tạm khổng lồ đã là một thách thức lớn, nhưng làm thế nào để dỡ bỏ nó ở giai đoạn đầu? Khi đập tạm được xây bằng đá, có thể dùng các thiết bị truyền thống để phá bỏ đập tạm. Nhưng ở giai đoạn cuối phải phá bỏ tường bê tông chắc chắn, nó đòi hỏi những sáng tạo khác. Các kỹ sư Trung Quốc tạo ra các lỗ để nhét thuốc nổ. Ngày 6 tháng 6 năm 2006, họ nhồi 190 tấn thuốc nổ và nín thở. Con đập tạm mất hàng tháng để xây dựng và bị phá hủy chỉ trong vòng vài giây. Khi đập tạm vỡ vụn, nó giải thoát lượng nước khổng lồ đằng sau. Đó là bài toán thử cuối cùng cho đập Tam Hiệp và con đập đã vượt qua. Đập Tam Hiệp đưa công trình bê tông lên một tầm cao mới. Khối bê tông móng đập có độ dày chiều cao 180m và dài 2km, một khối lượng bê tông lớn chưa từng có. Đập Tam Hiệp đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông. Các kỹ sư dùng đủ mọi cách để làm mát đập. Về cơ bản, họ dùng mọi thứ như trong sách, làm mát cốt liệu, vật liệu, cát. Trước khi trộn bê tông, họ thêm nước đá hoặc làm mát mọi thứ có thể để đưa nhiệt độ xuống thấp nhất có thể, trước khi nó bắt đầu tự nóng lên. Và ở đây, vì có những mùa hè đặc biệt nóng, kỹ sư thậm chí dùng hệ thống phun xương để tạo nên một lớp xương dày bên trên đập, với mục đích ngăn tất cả bức xạ nhiệt từ mặt trời chiếu vào bê tông vốn đã nóng từ sẵn bên trong. Đập Tam Hiệp chứng minh rằng kỹ sư có thể xây đập không tường miễn là nó được làm lạnh. Nhưng khi nước được giữ lại nhiều hơn, nó tiềm ẩn sức tàn phá lớn hơn. Họ phải đảm bảo rằng con đập của họ không bị phá hủy bởi nước lũ tràn qua. Kitsurubin cho biết, về cơ bản, con đập giữ được lượng nước lớn trong quá trình lũ dâng. Nó có thể chứa 22 tỷ mét khối nước, sau đó giải phóng nước lũ có thể kiểm soát qua hệ thống 46 cửa xả và các chân đế bên dưới. Thiết kế cửa xả như vậy là để đối phó với áp lực từ nước khi nó chảy xuống từ độ cao hàng trăm mét, sau đó đạt tốc độ rất lớn ở dưới đáy đập. Khi mực nước dâng lên, các kỹ sư mở hàng loạt cửa xả để xả nước lũ từ hồ chứa. Nhưng nếu nước rơi thẳng đứng, nó có thể làm mòn lớp móng đập. Do đó, các kỹ sư lắp thêm các chân đế bê tông, chân đế đập Tam Hiệp làm tung nước lên cao. Ở trên không, nước bị phá thành hạt nhỏ và mất phần lớn tính phá hủy. Nó tiếp xúc mặt nước cách đó 100m và không gây hại gì. Do đó, khi mở cửa xả, người dân Trung Quốc không phải lo lắng. Ở đập Tam Hiệp, các kỹ sư cũng đối mặt với vấn đề về giao thông. Con đập nằm trên con sông bận rộn nhất châu Á. Sông Dương Tử là tuyến đường thủy quan trọng với tàu thuyền đi lại từ bờ biển Thượng Hải tới Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc rồi tới tận thành phố Trùng Khánh. Con sông vận chuyển 18 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, 170 con thuyền qua đập mỗi ngày. Với độ cao hơn 100 mét là một nhiệm vụ lớn đối với các kỹ sư xây con đập lớn nhất thế giới. Người Trung Quốc giải bài toán giao thông bằng việc xây dựng những âu thuyền lớn nhất. Thuyền bè đi vào trong âu thuyền phía đáy đập, cửa đóng lại, nước bơm vào và nâng thuyền tới các âu thuyền tiếp theo. Thuyền bè phải di chuyển qua 5 âu thuyền để lên tới đỉnh, có thể mất tới 4 giờ. Với thuyền vận tải thì không vấn đề gì, nhưng với tàu thủy chở khách hoạt động trên sông Dương Tử như vậy là quá chậm. Để mang lại sự di chuyển thuận lợi cho hành khách, các kỹ sư xây dựng hệ thống nâng cho phép nâng tàu chỉ trong vòng 36 phút. Hệ thống ở đập Tam Hiệp sẽ nâng cao theo hướng thẳng đứng như thang máy và bí mật của sự thành công nằm trong bức tường bê tông của nó. Các kỹ sư lắp đặt một loạt đối trọng cho việc nâng thuyền, 16 khối bê tông, mỗi khối 1.000 tấn được nối bằng dây cáp vào máng thép để nâng cả thuyền và nước trong đó. Khi đối tượng trọng hạ xuống, chúng sẽ nâng máng lên và nâng thuyền lên đỉnh. Hệ thống có thể nâng cao 130 mét và nâng thuyền nặng 3.000 tấn, khiến nó trở thành hệ thống nâng thuyền lớn nhất thế giới. Ngày nay, nó có dạng năng lượng nào sạch hơn năng lượng thủy điện? Nhưng khi đập ngày một lớn hơn, nó cũng gây ra nhiều tác động đến môi trường. Trong thiết kế của đập Tam Hiệp, các kỹ sư Trung Quốc phải đảm bảo rằng công trình của họ sẽ không chặn hoàn toàn phù sa tự nhiên bồi đắp cho đất. Con đập chặn dòng lũ tàn phá, nước được chứa trong hồ chứa và được xả có kiểm soát.
nhưng kiềm chế dòng lũ có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng với môi trường. Đây là vấn đề lớn, đặc biệt đối với con đập lớn nhất hành tinh. Dòng chảy phù sa của sông Dương Tử bị chặn bởi con đập và bị giữ trong hồ chứa nước chảy chậm. Nó nhanh chóng bị lắng xuống đáy. Kishi Robin cho hay vấn đề phù sa ở sông Dương Tử là vấn đề lớn, tổng lượng phù sa lên tới 500 triệu tấn mỗi năm, tương đương 1 km khối phù sa đủ để lấp đầy hàng trăm sân vận động. Đó là một lượng phù sa khổng lồ. Nếu phù sa vẫn bị giữ lại ở thượng lưu, nông dân, ngư dân và thế giới hoang dã sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng, trải dài hàng trăm km dưới hạ lưu và hàng tấn phù sa lắng đọng có thể lấp dần hồ chứa, đe dọa bản thân con đập. Về cơ bản, sự lắng đọng ở hồ chứa sẽ làm giảm sức chứa của hồ, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến khả năng quay tuabin vì phù sa dâng cao. Người Trung Quốc đã khôn ngoan khi sử dụng sức mạnh của nước lũ để đẩy phù sa lắng đọng ra khỏi hồ chứa và đưa nó xuống hạ lưu. Họ lắp đặt các cửa cống sâu bên dưới đập, mỗi cửa nặng bằng chiếc xe buýt và cần một piston thủy lực lớn để nâng lên. Khi cửa được mở, nước lũ sẽ cuốn trôi lớp lắng đọng khi qua cửa đập. Bằng cách này, chính phủ Trung Quốc hy vọng rằng sẽ có ít nhất 100 năm trước khi sự lắng đọng ảnh hưởng tới năng suất của đập. Nhưng ngay cả giải pháp đó cũng không thể đưa toàn bộ phù sa qua đập. Các nhà khoa học tính toán lượng phù sa giữ lại phía sau có thể dao động từ 30-60%. Nhưng chính phủ Trung Quốc thì tin rằng vẫn đáng để xây dựng đập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!